Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh bài số 7. Để nói về kế hoạch tương lai, các bạn sẽ dùng thì gì? Will hay là be going to, hoặc là present continuous. Nếu như các bạn chưa biết thì hãy xem video này. Đầu tiên, các bạn dùng will khi nói về dự định hoặc là một kế hoạch mà được quyết định ngay tại thời điểm nói, có nghĩa là kế hoạch đó nó chưa có sẵn. Ví dụ như không có sữa trong tủ lạnh, tôi sẽ mua nó khi tôi đi shop. Kiểu như là vừa mở tủ lạnh không thấy sữa thì mình mới quyết định mua sữa. Còn tiếp theo, be going to thì dùng cái cụm này để nói về những cái dự định mà mình có sẵn trong đầu. Ví dụ như tôi biết đã hết sữa rồi, vì thế tôi sẽ mua nó, vì nó trong cái danh sách mua hàng của tôi. Và cuối cùng, khi dùng present continuous để nói về các kế hoạch hoặc là dự định đã được sắp xếp, tuy nhiên nó chắc chắn hơn vì nó sẽ có thời gian và địa điểm cụ thể. Ví dụ như tôi sẽ mua sữa tại cái siêu thị vào buổi tối. Rồi, như vậy qua đây chúng ta đã phân biệt được will, be going to và present continuous. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.